Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. 25.000 tỷ đồng là giá trị thanh toán điện tử của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2021 để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thanh toán trực tuyến của khách hàng, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, hiện đại hóa công nghệ phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Các quy trình giao dịch không ngừng được cải tiến, hoàn thiện, vừa đảm bảo giảm chi phí cho cả khách hàng và tổ chức tín dụng, vừa rút ngắn thời gian giao dịch. Các tổ chức tín dụng cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, tập trung chuẩn hóa, tích hợp hệ sinh thái số trải rộng nhiều ngành, lĩnh vực như hệ sinh thái mobile banking, kết nối dịch vụ công, tài chính, viễn thông, điện lực. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho thanh toán thẻ được cải thiện chất lượng, tập trung phát triển với 230 máy ATM, 480 POS được lắp đặt rộng khắp tại các cơ sở, chuỗi phân phối, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn trong toàn tỉnh. Nhờ đó, 9 tháng năm 2021, giá trị thanh toán điện tử liên ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt 25.000 tỷ đồng, tương đương với 2.300 món. Riêng trong quý 3 năm 2021, giá trị thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 10.300 tỷ đồng, tương đương với 990 món. Với phương châm đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, cung ứng nguồn vốn kịp thời, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đến thời điểm này, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tăng trên 1.300 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đã tăng thêm gần 400 tỷ, nâng tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến nay đạt gần 480 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt hơn 3.100 tỷ đồng. Giai đoạn 2014-2021, vốn tín dụng chính sách giúp hơn 65.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, 2.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, gần 30.000 lao động được tạo việc làm mới. Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch tại điểm giao dịch 136 xã, phường, thị trấn. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh hiện nay tuy được kiểm soát an toàn, song một số tỉnh, thành phố trong cả nước vẫn xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng. Số công dân Vĩnh Phúc hoặc các tỉnh, thành phố về cách ly tại tỉnh tăng, trong đó có cả công dân tự phát về địa phương. Từ tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh có chỉ đạo như sau. 1. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phải chủ động chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tại các cơ sở cách ly đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch, tránh để xảy ra lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng. Rà soát thống kê các trường hợp đến thăm thân, khám chữa bệnh, đặc biệt tại Bệnh viện Việt Đức gần đây để áp dụng các biện pháp giám sát y tế theo đúng quy định và hướng dẫn của Sở Y tế. Rà soát quản lý các trường hợp đang điều trị, người chăm sóc bệnh nhân vắng mặt tại địa phương để chủ động công tác phòng dịch khi các trường hợp này trở về địa phương. Rà soát lại số công dân đang sinh sống, học tập, lao động tại các tỉnh, thành phố phía Nam để tuyên truyền, vận động, yêu cầu không tự phát trở về mà cần phải đăng ký với chính quyền để được hỗ trợ. Nếu đã trở về, yêu cầu phải thông báo cho chính quyền địa phương, cấp xã để chủ động cách ly, phòng chống dịch bệnh. 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát chỉ đạo đảm bảo các cơ sở cách ly của tỉnh hiện nay đang hoạt động, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện an toàn trong cơ sở cách ly. 3. Sở Công Thương, Chi cục Quản lý Thị trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế và Ủy ban dân các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa, các điểm công cộng, nhà văn hóa, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. 4. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền về các chủ trương phòng chống dịch của tỉnh, tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, không để hình thành tư tưởng chủ quan trong nhân dân. 5.
giao công an tỉnh tiếp tục duy trì kiểm tra, kiểm soát các chốt kiểm soát phòng chống dịch, giảm tải tình trạng ách tắc giao thông tại các chốt, quản lý chặt chẽ người về địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định. Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Tam Đảo quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường lựa chọn, bồi dưỡng và tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên, trong đó chú trọng việc tạo nguồn phát triển Đảng ở các chi bộ nông thôn. Trường mầm non Bồ Lý, xã Bồ Lý mới được bổ sung 14 giáo viên về công tác tại trường, xác định đây là nguồn quan trọng để bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Chi bộ nhà trường đã quan tâm tạo điều kiện để các giáo viên trẻ được tham gia vào mọi hoạt động phong trào thi đua, từ đó thể hiện được năng lực, trình độ và bản lĩnh của bản thân mỗi giáo viên. Chi ủy đã tập trung xây dựng nguồn kết nạp đảng viên mới, trong đó tập trung vào đội ngũ giáo viên trẻ mới được tuyển dụng. Và đây là nguồn đảng viên mới có trình độ chuyên môn đại học và cao đẳng, nhiệt tình tham gia, năng động tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Khi được kết nạp đảng thì sẽ bổ sung sức trẻ cho đảng và góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức. Để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới ở khu vực nông thôn, Đảng bộ xã Bồ Lý đã chỉ đạo các chi bộ thôn dân cư tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, chủ động ra soát, nắm bắt số lượng đoàn viên, thanh niên, sinh hoạt thường xuyên tại các tổ chức đoàn cơ sở để theo dõi, giúp đỡ, giới thiệu và đề nghị kết nạp đảng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 14 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao. Chúng tôi phải giữ vững nguyên tắc xây dựng đảng viên là phải là người mà có đủ trình độ, có đủ năng lực, có đủ uy tín, phẩm chất, đạo đức, cách mạng theo quy định của Điều lệ Đảng, cũng như là lấy số lượng nhưng mà không bỏ qua chất lượng và vẫn lấy chất lượng là chính, đảm bảo chỉ tiêu nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt đảng của đảng viên được mới kết nạp. Trong 9 tháng đầu năm 2021, huyện Tam Đảo đã kết nạp được 161 đảng viên, vượt 11 đảng viên so với chỉ tiêu Ban Thường vụ tỉnh ủy giao. Để có được kết quả đó, Ban Thường vụ huyện ủy Tam Đảo đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa chỉ tiêu kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong quá trình thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên, Đảng bộ huyện quán triệt phương châm coi trọng chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn. Kết nạp đảng viên phải gắn với củng cố tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thì ban tổ chức đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy thành lập ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư huyện ủy trực tiếp làm trưởng ban và đã tham mưu phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo làm tốt cái công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Thì ngay từ đầu nhiệm kỳ cũng đã chỉ đạo, tham mưu chỉ đạo các cái chi bộ lập danh sách cảm tình đảng vào đầu các cái năm. Sau đó thì hàng tháng thì rà soát bổ sung danh sách và đầu mỗi quý thì báo cáo ban tổ chức huyện ủy để theo dõi. Với cách làm sáng tạo, linh hoạt, giúp nhiều chi đảng bộ trên địa bàn huyện Tam Đảo đạt kết quả tích cực trong phát triển đảng năm 2021, từ đó góp phần nâng cao năng lực, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, ngành giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc đã chủ động sắp xếp lại các trường học theo hướng tinh gọn, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Ghi nhận tại huyện Sông Lô. Trường tiểu học và trung học cơ sở Như Thụy, xã Như Thụy, huyện Sông Lô được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Như Thụy với trường trung học cơ sở Như Thụy. Đây là hai trường có quy mô nhỏ, học sinh ít, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Vì vậy, việc sáp nhập đã giúp nhà trường tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục. Sau hơn một năm sáp nhập, chất lượng giáo dục tiểu học của trường tiểu học và trung học cơ sở Như Thụy đã tăng 8 bậc trong xếp hạng của ngành giáo dục huyện Sông Lô. Sau sáp nhập thì cái thuận lợi là đã giảm được cái đầu mối, giảm được cái số lượng về nhân lực đấy, và có thể điều chuyển cho các trường khác mà thiếu thốn về cán bộ và giáo viên. Thứ hai nữa là chúng tôi đã sử dụng được các cái thầy cô mà dạy các cái bộ môn chung như là tiếng Anh, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật để mà giảng dạy cho cả hai trường. Đấy. Và thứ ba nữa là nó có cái sự thống nhất đấy, trong công tác quản lý.
Tương tự như vậy, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhạo Sơn, xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Nhạo Sơn với trường trung học cơ sở Nhạo Sơn. Việc sáp nhập này được đánh giá là hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Khi mà sáp nhập này thì sẽ giảm được hiệu trưởng, một số nhân viên như là nhân viên thư viện, thiết bị, kế toán, thế và một số cán bộ giáo viên già có tuổi thì họ về trước thì cũng tạo điều kiện cho số giáo sinh mới ra trường có điều kiện để vào ngành. Sau hơn một năm sáp nhập thì cái phù hợp với trường tiểu học trung học cơ sở Nhạo Sơn đó là cái quy mô trường lớp, vì trung học cơ sở học sinh ít thì nó phù hợp, hai nữa là vị trí địa lý thì hai trường cũng gần nhau. Tuy nhiên, tại xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, việc sáp nhập trường tiểu học Tứ Yên với trường trung học cơ sở Tứ Yên lại tồn tại nhiều khó khăn, bất cập. Hai trường tiểu học và trung học cơ sở này có quy mô khá lớn với tổng số 23 lớp với khoảng 700 học sinh. Hai trường lại ở vị trí cách nhau trên 1 km. Chính vì vậy, sau khi thực hiện sáp nhập, nhà trường chưa phát huy được hiệu quả. Hai địa điểm trường nó cách xa nhau, thì nó rất là khó khăn trong việc đi lại. Đấy, công tác quản lý chuyên môn của mỗi bậc học thì nó khác nhau. Đấy, bậc tiểu học thì nó có chuyên môn riêng, bậc tiểu học và bậc trung học cơ sở thì có chuyên môn riêng, cái mảng chuyên môn riêng của bậc trung học cơ sở. Cho nên là dẫn đến nhiều khi là cái công tác quản lý đi lại điều hành thì cũng rất vất vả, phức tạp cho anh quản lý nhưng mà đứng đầu. Nên là giữ lại cái cấp học. Đấy, ở trường tiểu học thì sẽ là một cấp trường tiểu học, và trường trung học cơ sở thì sẽ là một cấp của trường trung học cơ sở, để làm sao đảm bảo được cái chất lượng dạy và học của nhà trường nói chung, và cũng như là mong muốn của cử tri, người dân của địa phương. Theo thông tin của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Sông Lô, huyện đã sáp nhập 4 trường tiểu học tại xã Hải Liệu và xã Cao Phong thành 2 trường. Sáp nhập các trường tiểu học với trường trung học cơ sở thành trường liên cấp tại các xã Bạch Lưu, Như Thụy, Nhạo Sơn và xã Tứ Yên. Sau sáp nhập, việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị được thực hiện phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và vị trí việc làm, đảm bảo theo hướng chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, việc sáp nhập các trường học cũng còn những khó khăn, hạn chế cần được các ngành chức năng quan tâm tháo gỡ. Sáp nhập các trường học là một chủ trương lớn, tuy nhiên việc sáp nhập có thể phù hợp với các trường học ở địa phương này nhưng lại không phù hợp với trường học ở địa phương khác. Vì vậy, không nên sáp nhập các trường học một cách cơ học, không phù hợp thực tế mà cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để chủ trương sáp nhập các trường học thực sự phát huy hiệu quả, mang lại những chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn và nâng cao chất lượng giáo dục.